À, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thống. Tôi là Hoàng Thống Mô Tô. Quay lại với mẫu N9 của xe điện 3 bánh 2023 thì hôm nay Hoàng Thống xin phép được giới thiệu một cách chi tiết hơn về chiếc xe này. Đây là phần đèn sáng và đèn xi nhan cảnh báo nguy hiểm đang được bật. Đây, các bạn thấy không? Đây là cái phần nhan của xe sẽ để ở trên này. Chúng ta sẽ tắt đi. Ở đây là sẽ có đèn LED nhé các bác nhé. Hút pha đèn LED. Ở phần này chúng ta sẽ có cảnh báo đèn sáng này và đèn xi nhan này. Đèn pin ở đây là cường độ pin này, km/h này và km đã đi đường. Tất nhiên là trên xe ba bánh thì chúng ta sẽ có tiến lùi và ba chế độ nhanh. Ở đây, đây là tiến lùi. Đấy, đèn, còi, xi nhan đầy đủ. Chiếc xe ba bánh này được sử dụng động cơ 800W kép. Và không phải, tại sao lại sử dụng động cơ kép? Bởi vì là cái xe này nó chạy càng chữ A nha các bạn nhé. Chạy càng chữ A để êm ái hơn. Êm ái hơn. Thường ấy, những xe chạy cầu ấy, thì sẽ bị cứng, nghĩa là nghiêng một cái thì nó sẽ nghiêng cả xe, còn cái này nó sẽ nghiêng từng bên. Ví dụ như bên này có chứng ngại vật nghiêng thì nó chỉ nảy bên này lên thôi, còn bên này vẫn giữ nguyên. Đấy, đặc điểm của xe này là vậy. Thì khác biệt với những cái dòng xe ba bánh cỡ nhỏ ấy, thì là sử dụng cái lốp 300-8 thì xe này sử dụng cái lốp 300-10, một trong những cái lốp rất là phổ thông, lốp 300-10. Chất liệu chắn bùn thì bằng kim loại, vỏ nhựa ABS rất là dày. Và xe này ấy, ngoài còn có một cái cốp ở đây ạ, thì cái phần cốp ở trong này cũng rất là đầy đặn, rất là to. Đây, các bạn có thể xem cái phần nhựa xe. Yên xe nó là rất là dày, những chi tiết nó rất là sắc nét. Đấy, các bạn thấy không ạ, chi tiết rất là sắc nét, không hề thừa thì rất là sắc nét luôn ạ. Đây, nếu mà chỉ những cái xe là thuộc dạng phân khúc tốt thì mới có những công tắc bảo vệ automatic. Đấy, automatic. Trên xe thì chúng ta cũng thấy là ở đây nó giống như một chiếc xe điện bình thường. Nó nếu mà mọi người không nhìn kỹ thì chắc chắn là sẽ không phát hiện được đây là một chiếc xe điện ba bánh. Đây là chiếc N9. Thì các bạn thấy không? Nó giống như một chiếc xe điện bình thường, nó giống như một chiếc xe tay ga của Liberty vậy. Trên xe thì sử dụng 3 thang đĩa hết nhé các bạn nhé. 3 bánh đĩa, 3 bánh phanh đĩa thụt rất là dày dặn, chống bụi rất là xịn sò luôn ạ. Cũng được trang bị là cái hai cái đồng hồ, hai cái remote, hai cái điều khóa thông minh và hai chìa khóa cơ. Đấy, hai chìa khóa thông minh và hai chìa khóa cơ. Phần tất cả đều được sử dụng thang đĩa, ba bánh thang đĩa. Phần kỹ thuật nữa đó là cái phần sạc thì được nhà máy thiết kế cất rất là gọn gàng ở trong đây. À, phần này nữa thì là phần đây này, và có một cái cổng USB sạc ở trong này nha các bạn, sạc USB để chúng ta sạc điện thoại hoặc là pin dự phòng rất là tốt. Phần đây có cái phần móc treo chìa khóa. Vừa rồi là vài nét cơ bản về chiếc xe này, được sử dụng nhựa cao cấp rất là dày dặn, lá răng nhôm đúc 10 inch, lốp không xăng. Nếu mà bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với Hoàng Thống với số điện thoại là 0985 839 983. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ. Chiếc N9 này Hoàng Thống đang bán với giá 26 triệu, chưa có vận chuyển nhé các bác nhé. Bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp ạ, để mai Hoàng Thống có thể lên video test chiếc xe N9 này về tốc độ.
và an toàn kỹ thuật nhé. Thank you mọi người.